Thì ở đây có một gia đình sinh ra hai người con. Người con trai tên là Tô Văn, người con gái là Tô Thị. Hai anh em chơi với nhau khá là quấn quýt. Và trong một lần đùa giỡn thì người anh đã dùng một cái phiến đá ném trúng vào đầu đứa em gái mình. Chia sẻ rất là hay, đó là mà được nhiều người truyền truyền tay với nhau gần về sự tích nàng Tô Thị. Mến chào cô bác quý anh chị, hiện tại thì Bùi Hồ và em Phong Bụi đang có mặt tại núi Tô Thị, một cái ngọn núi mà coi như là biểu trưng của vùng đất Lạng Sơn. Núi Tô Thị này thì cách cửa khẩu Hữu Nghị khoảng hơn 10 km. Thời tiết hôm nay thì khá là lạnh, dưới 10 độ C. Và hôm nay sáng sớm hai anh em phải di chuyển lên núi Tô Thị này để cho cô bác quý anh chị xem về một cái câu chuyện, một sự tích của nàng Tô Thị quá đáng trong chồng, mà ở trong những cái sách giáo khoa mà trẻ em lớp 3, lớp 4 được học, đó là Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa, có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh. Và để hiểu thêm về cái câu chuyện nàng Tô Thị đó thì Bùi Hồ mà và Phong Bụi mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ lên trên cái ngọn núi này nha. Thời tiết khá là lạnh nên sáng nay hai anh em cứ trùm trùm kín mít à. Chị thấy được đó là hai cái con mắt đó. Anh đi làm chứ tú thằng. Dạ. Ủa, con nghe nói là hồi xưa là hai anh em với nhau hả? Sự tích của này Tô Thị á. Truyền thuyết nhưng mà thấy nhiều cái quá. Như dạ. Dân chú dân ở đây chú nghe người ta nói sao chú? Chú nghe như anh nói thôi. Là có nghĩa là hai anh em với nhau. Anh em với nhau. Mà ở đây người ta tới cúng bái là nhiều không chú? Không. Đây người ta không cúng bái đâu. Tụi con thì chỉ biết là nàng Tô Thị là quá đá trong chồng thôi. Vâng vâng. Còn cái sự tích mà tại sao nàng Tô Thị quá đá thì tụi con chưa có gành lắm á chú. Vâng. Dạ. Đây cũng như anh nói thôi. Hai anh em ấy chơi đùa với nhau thì chẳng may thì anh chém vào đầu của em. Chém hả chú? Vâng. Rồi sau đó là người anh vô tình, vâng, người anh bỏ đi sang bên phía Bắc, không về nữa. Thế này em ở nhà cứ ngóng anh thì trở thành hoa đá. Nhưng mà tại sao lại ôm con hả chú ha? Vâng. Cái này thì tôi muốn nghe người ta nói thôi. Dạ. Bảo là ý, ôi có con, ông con này chờ chồng gì đấy, chờ chồng cho anh gì đấy, sự tích thì cho mình lấy dựng lên thôi mà, cho con người lấy dựng lên thôi mà. Theo từng người chỗ khác ý khác nhau. Dạ. Con cảm ơn chú nhiều. Vâng. Mình lên hướng này hả chú? Đây. Phong, đây là cái bức tường thành đây của nhà mạc. Tường thành nhà mạc. Đây là thành nhà mạc. Cứ lên độ gỗ 1 2 3 4 chân 5. Chân là 1 mét thôi chú. Thành nhà mạc đấy. Ở đây là thành nhà mạc mà di tích hiện giờ vẫn còn lưu giữ lại. Vâng, và anh Hồ thấy là khá là dày ha. Đúng. 1 gram, 2 gram, 3, 4. Khoảng ở trên này khoảng 8 tấc á. 1 mét này. Luôn á. Ở dưới này là 1 mét. Ở dưới này 1 mét. Trên này là 8 tấc. Nhưng mà anh Hồ nghĩ rằng là cái này người ta có sự trùng tu không? Anh nghĩ là có sự trùng tu ở chỗ này nè. Cái này là bị nứt đây nè. Nứt đây trùng tu nhìn mới này là biết này. Còn đây là cũ rồi. Chú có nghe nói là ở trên tượng nàng Tô Thị hóa đá thì có một cái hình con hổ nữa hả? À đúng rồi. Cái phiến đá hình con hổ nằm ở vị trí nào ta? Đúng, nó ở trên này. Ở trên đó luôn ha? Ờ, anh lên anh nhìn thấy. Anh nhìn nhưng mà nhìn xa thì mới tưởng tượng ra. Mà nhìn gần thì không tưởng tượng không ra đâu. Dạ. Còn ở dưới này thì có nghe nó có một cái hang. Ờ, cái hang ở dưới này hang nhỏ nhỏ thôi. Hang đó là hang gì chú? Hang này đây không có tên. Không tên. Cái hang này nó nhỏ thôi mà.
có sự tích gì ở cái hang đó không chú? Không, không, không có. Dạ. Dạ. Rồi con cảm ơn chú nhiều. Vâng, ha. Vâng, con vâng, lo vâng. Con. Dạ. Chia sẻ cho bà con. À, khi mà mình đặt chân qua khỏi cái thành nhà hồ á anh Hồ. Ừ. Thành nhà mạc. À, xin lỗi, thành nhà mạc. À, thì mọi người sẽ thấy là hai bên đường là những cây đào. Gần đến Tết rồi. Đào thì bây giờ người ta cũng đã lặt lá và chỉ còn khoảng mấy chục ngày nữa thôi. Là em nói thì anh mới biết đây là lần đầu tiên mà anh gặp nguyên cái cây đào như đây thế là này. Vườn đào. Em Phong, em có nghĩ là cái thành Tô Thị đó nó lại giống như một cái gần gần giống như xây nó đồ dày giống như bức tường thành của Trung Quốc không? Dạ. Ừ. Cái bức thành nhà mạc. Nhà mạc á thì nó có những cái ô nè, có lẽ là để bạn để cái họng súng nè, hoặc là để những cái vũ khí để canh giới nè ha. Ừ. Bây giờ chút xíu nữa hai anh em mình bước qua bên đây. Dạ. Đấy, chia sẻ thêm thông tin cho bà con rõ em không? Hình ảnh khi nãy á, chia sẻ cho mọi người xem á, đó là bức tường thành thời nhà Mạc. Bức tường thành này được xây dựng vào cuối thế kỷ thứ 16 và nhà Mạc chạy lên cắt cứ tại các tỉnh miền núi phía Bắc và cho xây dựng bức thành này để làm nơi chống lại tập đoàn phong kiến Lê Trịnh. Đây là di tích kiến trúc quân sự phản ánh một thời kỳ biến động của lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam từ cuối thế kỷ thứ 16 cho đến thế kỷ thứ 17. Và đây được cho là một cái di tích ở cấp quốc gia. Bây giờ mình sẽ di chuyển lên trên bức tượng đá đúng không anh Hồ? Đúng rồi. Anh cầm cho anh dẫn á. Dẫn đi em cứ nói đi. Anh kiếm này anh nói chứ. Anh cầm dẫn. Lấy miếng đằng qua luôn. Anh chưa gắn dây thêm cái nữa đi. Nằm ở đó. Ở trong đó đó. Ở trong túi được không? trong cái túi dài dài á. Anh cứ hỏi nha, anh em mình trò chuyện đi. Ừ. Chú cho ngại sao ạ? Mà chết mẹ luôn. Nói hồng hộc ơi. Tự hỏi như quá hộc hơi chết mẹ luôn á. Ok chưa? À. Ở đây là cái lối mòn dẫn chúng ta lên ở phía trên cái tượng đá của nàng Tô Thị. Và hai bên lối đi thì mọi người có thể thấy rằng là có khá là nhiều cây họ đào. Chỉ còn khoảng vài ngày nữa thôi thì năm mới sẽ bắt đầu. Và một năm qua, năm 2021, một năm đầy biến động. Nếu mà ai ở Sài Gòn thì cảm nhận được cái sự khó khăn khi mà dịch bệnh ập đến. Mà không biết là cái lối này đi... Lối bên đây qua không? À, này, chắc lối đá bên đây nè. Dạ. Anh Hồ đang cầm camera, không biết là anh đi có an toàn không? Bình thường. Đường đi thì khá là trơn leo. Và đây là những cái phiến đá mà được bà con đẽo ra để cho mọi người lên trên cái hình tượng đá của nàng Tô Thị nó dễ dàng hơn. Nhưng mà nó vẫn còn giữ được cái dẻo hoang sơ của núi đá đúng không? Dạ. Chứ em mà xây thành một cái... Cẩn thận, chỗ này. Ok. Thôi trời. Xây thành một cái bậc tam cấp thì nó mất hay. Thời tiết bây giờ là em phỏng đoán là phải dưới 10 độ C, khá lạnh. Chỉ cần bước lên một xíu thôi là mình đã đặt chân đến lưng chừng quả đồi rồi. Ở xin lỗi, đây là núi luôn á. Núi? Ở đây là bậc thẳm nè. À, trong mắt mình anh em mình đó thì nghĩ cái vùng đất biên giới á thì người dân sẽ khó khăn, nhưng mà qua một đêm thì em cảm nhận như thế nào? Đầu tiên thì khi mà chưa đến Lạng Sơn á, cứ nghĩ rằng là một cái tỉnh miền núi phía Bắc là một tỉnh vô cùng khó khăn, nhưng mà ngày hôm qua khi mà có mặt ở thành phố Lạng Sơn, cảm nhận được rõ là ở đây cũng khá sầm uất và đầy đủ các cái tiện ích. Đây là những cái núi đá, hình như là núi đá vôi sao ta. Góc bên kia cho mọi người xem ha anh Hồ. Chỉ còn khoảng hơn 10 cây số là tụi mình có mặt ở cửa khẩu Trung Quốc rồi. Và phía sau lưng Phong đây còn khoảng vài mét nữa thôi là sẽ có cho mọi người sẽ thấy được cái hình ảnh của cái phiến đá mà gắn liền với sự tích nàng Tô Thị hóa đá cho chồng. Ồ, thấy rồi nè.
thấy ảnh không? À, anh chia sẻ thật với Phong á, thì ngày xưa mà khi mà anh còn đi dạy học á, thì anh thường có dạy cho học sinh những cái câu ca dao như mà anh mới vừa nói lúc đầu, đó là Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa, có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh. Thì anh có hiểu được cái vị trí của nàng Tô Thị là ở tỉnh Lạng Sơn, nhưng mà đây là lần đầu tiên mình mới lật đặt chân đến cái mảnh đất này, cũng như là để chứng kiến một cái câu chuyện, một cái bức tượng mà có lẽ là có 102 ở nước Việt Nam hay không ha. Có một cái bài hát đó là Hòn Vọng Phu, một cái bài mà nếu mà ai nghe được cái bài đó sẽ cảm giác được nỗi thấu xương của người mẹ, cực kỳ hay. Và tác giả của bài hát đó viết dựa trên cái tích câu chuyện này có thật. Và nhân hôm nay thì có mặt tại đây, mấy anh em cũng mong muốn là thực hiện cái đoạn clip này, chia sẻ thêm cho mọi người hiểu rõ hơn về một câu chuyện mà nó gắn liền với một số câu ca dao tục ngữ, mà đặc biệt là các bạn nhỏ thì gần như đi học là đều biết đến câu này hơn hồ. Hình như là câu vừa rồi anh mới đọc á, là nó nằm trong sách lớp mấy? Lớp 4. Nhân từ đây thì chắc cũng chia sẻ cho bà con cô bác rõ hơn về cái sự tích ha. Thời tiết lạnh quá. Trước khi đến thực hiện đoạn clip này thì hai anh em mình đã tìm hiểu rất kỹ, hỏi rất nhiều bà con ở Lạng Sơn. Gần như là bà con ở đây ai cũng biết đến cái sự tích về nàng Tô Thị qua đá hết. Điểm bây giờ thì thời tiết khá là lạnh, cho nên là mấy anh em lên trên này á, chịu lạnh không có được, cho nên đôi khi nãy giờ trò chuyện cũng hơi bị hụt hơi. Thật ra thì trước khi thực hiện cái đoạn clip này á, mình và anh Bùi Hồ cũng đã trò chuyện với rất là nhiều bà con ở Lạng Sơn. Gần như là tất cả bà con đều kể nhau rất là nhiều cái sự tích liên quan đến nàng Tô Thị. Nhưng mà điểm chung thì có một câu chuyện mà nhiều bà con ở Lạng Sơn á, kể trùng với một cái sự tích. Đó là cách đây vào thế kỷ thứ 16 thì ở đây có một gia đình sinh ra hai người con. Người con trai tên là Tô Văn, người con gái là Tô Thị. Hai anh em chơi với nhau khá là quấn quýt. Và trong một lần đùa giỡn thì người anh đã dùng một cái phiến đá ném trúng vào đầu đứa em gái mình và chảy máu, bị thương khá là nghiêm trọng. Vì lo sợ là những người ba mẹ và những người trong xóm sẽ đuổi đánh, cho nên là người anh đã bỏ trốn sang biên giới phía Bắc, hiện giờ là khu vực thuộc Trung Quốc. Và mãi cho đến khi đi qua đó thì bị thất lạc và sinh sống ở bên Trung Quốc. Một thời gian dài khi mà trưởng thành thì trở về lại tỉnh Lạng Sơn, cũng quên đi những ký ức về gia đình. Và thấy một người con gái ở địa phương tỉnh Lạng Sơn khá là đẹp, bà cưới làm vợ. Khi mà cưới về sinh được một người con, thì trong lúc chải đầu vợ thì phát hiện ra ở cái vết thương ở đây, thì hỏi vợ, vợ kể rằng là hồi xưa có một người anh đã từng ném đá đã gây ra cái vết thương như vậy. Và từ đó thì người chồng, tức là người anh ruột, đã nhận ra điều đó và lẳng lặng giữ bí mật, sợ là vợ và con, tức là em gái mình, buồn. Cho nên là đã tìm cách thoái thác bỏ đi. Và nhân cái tiện mà thời điểm đó thời nhà Mạc có kêu gọi các người thanh niên đi sang chiến trường, thì người chồng đã hưởng ứng và bỏ đi. Và có nhắn nhủ với người vợ của mình, khi mà anh đi 3 năm sau á, mà anh không trở về thì em hãy bước đi thêm một bước nữa. Và lẳng lặng bỏ đi luôn. Và người vợ đã ôm đứa con chờ chồng suốt bao nhiêu năm và quá đá. Cái sự tích này thì thiệt ra thì đôi khi cũng không có đúng sự thật, hoặc là người ta cường điệu hơn, nhưng mà nó khắc họa được cái câu chuyện, đó là cái tình cảm của người vợ luôn luôn hướng về chồng, đặc biệt là những người vợ mà có chồng đi tham gia các cái cuộc chiến. Và bây giờ thì hôm nay mấy anh em cũng có dịp ngồi ở đây kể lại cho mọi người nghe câu chuyện. Và bây giờ anh Hồ có thể chia sẻ cho bà con cô bác rõ hơn về cái hình ảnh cận cảnh về cái bức tượng đá nàng Tô Thị như thế nào nha. Đường xuống này hơi trong trên. Hơi trong trên. Anh cẩn thận xíu nha. Bước bước từng bước chậm chậm một chút. Và người ta nói rằng là trước khi lên chân đỉnh núi á, thì bà con cô bác có chia sẻ với mình là ở đây có một cái hình một con hổ. Ở chút đây thì mình sẽ tìm hiểu thêm cho bà con được rõ. Còn đây là cái bức tượng đá. Nếu như đứng ở góc độ ở đây nè anh Hồ, anh sẽ thấy được cái khuôn mặt của người phụ nữ đang nhìn về phía bắc.
Đây, hình ảnh phiến đá tự nhiên luôn á. Cái bức tường đá đôi khi người ta có thể là tôn tạo là một xíu, nhưng mà nó vẫn thể hiện được cái nét vẽ tự nhiên. Nãy giờ thì mình quan sát rất là nhiều góc độ, nhưng mà bây giờ theo cảm nhận cá nhân của mình ha, có người thì cảm nhận là nàng Tô Thị đang xây mặt cái hướng bên này, nhưng mà thực tế thì theo quan sát của mình á, đây là hướng bắc này, hướng bên kia biên giới, và có lẽ đây là khuôn mặt của nàng Tô Thị. Đây là một cánh tay ôm lấy con anh, nên quay xa xa cho bà con có bác thấy rõ. Và đứa con thì ở phía bên cánh trái, màn ảnh phải của mọi người đó. Cái này là hình ảnh nàng Tô Thị đang ẵm con chứ không phải là đang cõng con nha. Ôm một bên này, em cảm nhận đây là cánh tay nè ha, cánh tay đưa qua. Đúng rồi. Và bên này là đứa con đang nhìn hướng về cha. Còn ở đây là khuôn mặt của nàng Tô Thị này. Đó. Ở đây là cái sống mũi, gò má, ánh mắt nhìn xa xăm. Và nếu mà đứng ở dưới chân núi á, nhìn lên á, mọi người sẽ thấy hình ảnh của nàng Tô Thị khá là rõ. Và góc bên này thì mình quan sát kỹ thêm thử sao. Cái này là bả lưng nè. Ở trên này thì hơi nguy hiểm, cho nên các bác anh chị nếu mà có lên trên này tham quan á, thì cũng cẩn thận một xíu. Đây là cái vai nè, vai lưng nè, và cái đầu, phần đầu của mặt nhìn vào phía bên này. Cái này là vạt áo á. Vạt áo. Câu chuyện nàng Tô Thị thì gần như là bà con nào mà đến tỉnh Lạng Sơn á, hỏi người dân ở đây ai cũng biết hết à. Người ta kể một cách rành rọt, đầy đủ và chi tiết. Tại vì người dân Lạng Sơn thì khá tự hào về cái sự tích này, và cũng như là đặc biệt là những người phụ nữ kể về cái sự trung thủy của người vợ đối với người chồng. Chia sẻ với mọi người á, thì cái bức tượng nàng Tô Thị này đó, đây là một cái bức tượng tự nhiên và được các phiến đá tạo nên hình ảnh một người phụ nữ đang ôm một người con quá đá trong chồng. Trong đó có một cái cô bác của anh chị sẽ quan sát kỹ và thấy thì có nhiều cô bác của anh chị có thể là nghĩ rằng đây là các bức tượng nhân tạo phải không? Được các phiến đá này được chắp vá với nhau. Trong cái bức tượng nàng Tô Thị này á, thì nó có một cái câu chuyện rất là lâu. Thì vào thập niên 90 á, thì cho rằng là một đêm trời mưa gió thì trời nổ một cái tiếng lớn và cái bức tượng này sập đi, và người ta mới tôn tạo như cái bức tượng bây giờ để đứng ở đây em nhìn rõ này ha. Ừ. Ở đây có thể thấy là cái khuôn mặt của nàng Tô Thị này, mũi này, mắt này, mắt này, rồi đứa con này, này phần cổ này, nhìn khá rõ. Và thiệt ra thì anh Hồ cũng chia sẻ thêm cho bà con có bác rõ hơn thêm một cái sự tích nữa, nhưng mà liên quan tới câu chuyện này thì khá là nhiều. Về tại vì truyền miệng thì đôi khi truyền qua lời nói người này người nọ thì nó có sự thay đổi á, cho nên là nhưng mà nó vẫn chung một cái cốt truyện về bức tượng đá nằm ở trên một cái đỉnh núi ngay tại thành phố Lạng Sơn luôn, và nó gắn chặt với giai thoại về người phụ nữ trung thủy với chồng. Còn phía xa kia là cái chùa Tam Thanh, ngôi chùa mà gắn liền với cái sự tích câu ca dao tục ngữ. Đồng đăng có phố Kỳ Lừa, có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh. Cái chiều cao của phiến đá này thì em đứng thẳng hả Phong? Em nghĩ là cao phải 2 mét mấy á. Cao hơn em thì em khoảng mét, mét 7 thì... Khoảng hơn 2 mét. Hơn 2 mét, 2 mét 1. Đúng rồi. Và... đi thì đứng ở góc dưới này thì mới nhìn thấy rõ, còn ở phía xa xa kia thì gần như là ít khi thấy lắm. Gần như là bà con ở đây ấy, hỏi đường đi thì bà con đều biết hết à. Có thêm một cái sự tích nữa là cạnh cái phiến đá nàng Tô Thị thì có thêm một hình đá của một hình con hổ. Thì theo bà con kể lại á, là hình con hổ này á, lúc xưa thì lúc mà nàng Tô Thị ôm con đứng cho chồng á, thì có một con hổ đến vồ đến ăn thịt, nhưng mà cảm thương trước cái tình cảm của người vợ đối với chồng thì con hổ đã ngồi đó và canh giữ bảo vệ cho hai mẹ con, và sau đó cũng hóa đá cùng luôn. Thì bây giờ mấy anh em cũng đang tìm cái hình ảnh của phiến đá con hổ. Thế nhưng một cái chú ở dưới chân núi có chia sẻ với mấy anh em á, nói là đứng từ xa mới nhìn thấy rõ, còn gần lên trên này thì sẽ không thấy rõ.
Nhưng mà chú có gợi ý cho tụi mình là nằm ở dưới chân á, chân chân của tượng đá nàng Tô Thị á, thì có lẽ em nghĩ là phiến đá như này quá anh hồi. Ở dưới chân núi này, xung quanh này nè. Hình con hổ. Em nghĩ là cái phần đá cái kìa. Ở đây có một cái lối mòn đi xuống không? Dạ. Khi vách đá ở đây kêu leo lắm và có một cái lối mòn nhỏ thì hai anh em mọc một cái sự tích là con hổ trong cái đứng để mà bảo vệ người mẹ không? Dạ. Ồ. Đó, đứng ở xa xa nè mà thấy rõ nè. Cái phần đầu á là ở phía cái phiến đá bên kia nè anh. Đó sau sau này hả? Dạ. Và đang đứng canh giữ bảo vệ cho nàng Tô Thị và đứa con. Chứ nào không? Đây là phiến đá này hả? Dạ dạ dạ. Đây là đá. Đá này thì hơi trong trên và thậm chí nó dễ bị vỡ lắm cho nên là mấy anh em đi khá là cẩn thận không dám di chuyển. Đá vôi ha. Ở trên này nhìn xuống cánh đồng mọi người sẽ thấy được cái khung cảnh khá là đẹp. Sáng hôm nay là khoảng 6 giờ sáng và bầu trời thì còn khá là nhiều sương, lạnh lắm. Đây là hình ảnh cuối năm một cái tỉnh ở miền núi phía Bắc. Một cái câu chuyện mà em mong chia sẻ rất là hay, đó là mà được nhiều người truyền tay với nhau gần về sự tích nàng Tô Thị. Mặc dù là có nhiều cái truyền thuyết về nàng Tô Thị nhưng mà đó là một trong những cái truyền thuyết chính, truyền thuyết được phổ biến người dân ở đây truyền tay với nhau và thậm chí là được ghi nhận trong một số sách lịch sử. Đúng rồi. Dạ. Nhưng mà anh cảm thấy như thế này, trong cái câu chuyện đó là chia sẻ hai ý nghĩa. Một ý nghĩa là một người phụ nữ thủy chung ôm con quá đá trong chồng, đợi người chồng mình về mà đến nỗi mà phải quá thành cái tảng đá như thế này. Một cái ý nghĩa thứ hai á Phong, là nói về cái sự mà anh em mà không hiểu với nhau, nói về một cái sự quyết thống với nhau ở trong á. Người anh thì mới đi ra ngoài Bắc luôn hay không ha? Dạ. Ở đây thì có người đến cúng ha. Đây cho mọi người xem ở góc độ này nhìn khá là rõ. Và đứng ở đây khung cảnh mà mờ mờ sương khá là đẹp luôn nha mọi người. Một ngày cuối năm mấy anh em cũng có dịp đến Lạng Sơn thì cũng chia sẻ một câu chuyện, một cái sự tích để cho cô bác anh chị có thêm những cái kiến thức cũng như là nhiều cái trải nghiệm cùng với hai anh em. Như em chia sẻ thì một năm 2021 đối với Việt Nam là đầy biến động và cái sự đau thương nó bao trùm hết à. Hôm nay thì hai anh em lại một buổi sáng sương lạnh buốt như thế này và đặc biệt là nhiệt độ rất là thấp thì hai anh em cũng muốn chia sẻ một cái câu chuyện gì đó ý nghĩa về sự thủy chung của người vợ đối với một người chồng để cho cô bác anh chị hiểu thêm về cái sự tích nàng Tô Thị quá đá trong chồng cũng như là một cái vùng đất ở biên giới Lạng Sơn này. Thông tin với mọi người ở đây, những cái vách đá này thì nó cũng rất là treo leo mà để đi được thì cũng phải hết sức là cẩn thận luôn vì đây là những cái phiến đá vôi. Rồi chắc có lẽ mấy anh em mình cũng chia sẻ đến đây, cũng xin phép kết thúc đoạn clip để tiếp tục cái hành trình chia sẻ thêm các cái đoạn video hay cho bà con cô bác cùng xem ha. Mà trước khi xuống ngọn núi bên này thì hai anh em mình qua bên kia kìa, qua bên cái đường lối mòn bên đó đó. Đi vòng vòng để cho cô bác quý anh chị xem. Chào cô bác quý anh chị, thì trong một năm qua thì hôm nay là cũng ngày cuối năm rồi, anh em cũng muốn chia sẻ một cái câu chuyện về sự tích nàng Tô Thị, một bức tượng mà người phụ nữ quá đá trong chồng, một cái câu chuyện sự thủy chung của người phụ nữ. Thì qua cái thông điệp này thì Bùi Hồ cũng như là em Phong Bùi muốn chia sẻ với cô bác quý anh chị một cái câu chuyện ý nghĩa để cho cô bác quý anh chị xem, cũng như một năm qua rất là nhiều biến động và một Bùi Hồ với lại em Phong Bùi xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị đã xem video clip đến thời điểm này. Nhớ ủng hộ và đăng ký kênh cho hai anh em. Chào, hẹn và gặp lại cô bác quý anh chị ở clip sau.